Hello Dương, xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube Dương nha. Thì hôm nay Dương sẽ ghi ra ngoài này bẫy sóc nha cô chú anh chị. Thì Dương sẽ chuẩn bị mồi rồi nha, chuẩn bị vô chuối nha. Đây mình Dương bẫy bằng chuối nha. Đây Dương mua ốc chuối, chuối này là chuối sim nha. Thì bây giờ lòng của Dương chuẩn bị xong rồi nha cả nhà. Đây. Đây là lòng của Dương chuẩn bị xong rồi. Thì giờ mình sẽ tiến hành đi vô trong đó để mình đặt bẫy nha. Cái này dưới là trên cây nha. Dưới vừa đặt xong cái bẫy trên cây nha. Đây, mình đặt chỗ che luôn nha. Này ngày mai mới đi thăm nha, giờ tối quá, đặt xong tối hù luôn rồi. Wow, đây cũng ngon quá đây. Đây một cái hang, không đừng mò đi lắm ngon. Rồi đặt đây luôn. Này nó cay luôn. Thì như vừa đặt mấy chục cái bẫy sóc vừa xong nha cô chú anh chị. Giờ mình quay về thôi. Thì hẹn cô chú anh chị khi mà mình đi thăm mình, Dương sẽ quay cho cô chú. Dương xin chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại kênh YouTube của Dương nha. Thì hôm qua Dương có đặt mấy chục cái lộp hay là mấy chục cái lồng chứ. Thì hôm qua Dương có đặt mấy chục cái lồng sóc nha. Ngày hôm nay Dương sẽ đi thăm cô chú anh chị mình xem. Thì giờ Dương chuẩn bị đi đây. Cô chú anh chị mình theo Dương đi vô trong cái khu vực mà mình đặt mấy cái lồng sóc bữa ngày hôm qua nha. Giờ Dương sẽ đi quay cho cô chú anh chị xem là có hay không nha. Thu hoạch hy vọng là thu hoạch sẽ khấm khá xíu để cho cô chú anh chị mình chiêm ngưỡng. Giờ mình đi thôi. Đây. Một cái cô chú anh chị ơi. Cái nha. Đây sọc bông. Mập á. U nu luôn. Mập á. Che bữa nay cô chú anh chị này bé này nha, ngon lành này.
tung tới chọc đầu luôn. Đây 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 đây, một con cái gì đây, chuột nha các bạn, là chuột nha, chuột không có sóc. À, chuột một kia luôn nè, sóc nha cô chú anh chị. Đây con sóc nha, đây gì ra ngoài này cũng có sóc mà, nó tung tới lỡ mình mấy chân. Để những bắt chuột này vô trong lòng cái rồi. À, giờ ở đây cũng có sóc, cũng không có. Đặt ở trên cây cũng chuột luôn. Quải trưởng. Chuột bành thi luôn, giấy luôn. Cũng giấy thề lè luôn. Rồi, đặt xuống. Chính giác cái lẹ đây, đây đây đây, vô một con chuột nha. Wow, một con chuột cú mềm luôn. Đây cô chú anh chị, chuột cũng mềm luôn nha, nó mọc trắng phao. Đây dính một con nha cô chú anh chị, đây quá là tuyệt vời, con này bự luôn á. Wow, con này bự to đùng luôn các bạn ơi, con này nó sốc gì mà bự ghê vậy, bự á. Những dao những cắt dây xuống. Wow, con này con gì mà bự ghê vậy. Ôi con này bự á, khủng luôn á, sốc khủng luôn á. Wow, tầm ba lạng có hơn luôn á, ghê vậy. Giò này là chúng đặt hai cái đó, nhìn đây cái thì cái chúng ta. À, đây 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 đặt vô vô, thấy vô con gì, thấy vô cái chuột của chú anh chị ơi. Này vô chuột cũng thấy sốc. Chuột
cái lồng chuột không chú vừa lên cây hết quá miếng chuột không vừa lên cây hết đọc miếng này miếng là chuột không giấy tơ chui lủng mỏ luôn. Thì trời cũng sắp tối rồi cô chú anh chị. Đây là xe cũng còn hơi xa. Thì nãy Dương có bỏ ngoài kia hết 6 con sóc mãi rồi, đây còn 4 con nữa nè. Thì tổng cộng là Dương được chục con nha. Đó. Đây là được hai một con nhang với lại hai con sóc đất với một con sóc bông. Cô chú anh chị nè. Rồi tối rồi về để chút nữa Dương đổ ra Dương sẽ review cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi Dương bye bye cô chú anh chị nha, hẹn lại cô chú anh chị clip sau nha, mình đi thăm mình sẽ quay tiếp cho cô chú anh chị mình xem. Con này diễn sao cùng tối quá không đổ kịp, giờ về nhà đổ ra luôn. Chú ra mày chụp ngủm rồi, ngủm rồi, ngủm con rồi, ngọt chất beo con rồi. Leo ra chút xíu, leo ra rồi. Đây. Để tấm con thì nó dồn vô chỗ này. Thì đây là cái thành quả của Dương này nha. Nhiều lắm.